nó kéo lắc cái dè nó tràn phải dần nào. Ông này cũng nói én bay quá lúa không trúng. Mơ nó chạy vào đây. Đi đường nào vô đó ra? Cái cặp bà đa đó đi hả? À. Còn cái dạng này như nào khác? Trời có xỉu quá. Ở đây làm lúa 54 là 1 không hả? 380 à, 35 cơ. Các bạn thấy không? Chạy dữ không? Lúa sập mặt chạy. Ok. Rải dồn ra. Con chạy dồn ra. Đó, nó nhõng kìa. Đã ruộng lầy gần lúa sập nữa.
túi cái bộ đội thứ 6 hả? Đội 6 qua bên đó chút xíu à. Tự nhiên có An Giang nhiều lắm, chia Cần Thơ. Tự nhiên Cần Thơ lọt qua đây khúc, rồi bắt đầu An Giang lọt qua kia khúc. Đó Cần Thơ có cũng khúc lắm, An Giang có cũng khúc lắm. Chia nó lại. Ở đây là xã Phú Thuận, huyện Hồ Sơ, An Giang. Ở ngoài Long Xuyên đi vô đây. À, Mỹ Thới. Mỹ Thới hả? Ừ. Ở trong đây tình hình dịch thì sao, ổn không? Cái xã Phú Thuận là có tay A hay tay B gì cũng có ca nhiễm. Hai ba ca hả? Ừ. Hết rồi. Mới à, tây bê hả? Giáp danh Vĩnh Thạnh vậy đó hả? Giáp danh với Cần Thơ. Ừ. Mới đây bữa nay. Rồi tây A là không có phải không? Có là hết rồi. Hết luôn. 4 ngày còn nữa, nhưng mà đó tôi đi đám dưới đó tôi bị. Sao ông đi ra không đeo khẩu trang không? Cọc bê tông trên đó, cho nó nặng đích.